Tiếp đến là câu hỏi thứ 3. Xin chào cô Ruby Lee, tôi là Hùng Phương, sống ở Bình Phước. Tôi có một đứa con gái đang học ở British Columbia, Canada. Con tôi muốn định cư tại nơi nó đang theo học bấy lâu nay, nhưng tôi sợ nó không đủ điều kiện nhập cư Canada. Vậy cô Ruby vui lòng cho tôi được biết điều kiện và chính sách định cư tại bang này như thế nào nhé. Chào chú Hùng Phương, cảm ơn chú đã đặt câu hỏi thắc mắc về điều kiện nhập cư Canada. Những sinh viên quốc tế thuộc một trong hai dạng sau đây sẽ được cấp thường trú dân Canada khi nộp hồ sơ xin định cư Canada tại British Columbia với điều kiện: một là sinh viên quốc tế đang theo học chương trình Postgraduate nộp đơn xin chính sách định cư Canada mà không cần job offer, có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, thời gian học ít nhất 2 năm, làm việc trong các lĩnh vực tự nhiên, khoa học ứng dụng và sức khỏe như nông nghiệp, sinh học, khoa học máy tính, kỹ thuật, công nghệ cao, y tế, toán học, bảo tồn và nghiên cứu, tài nguyên thiên nhiên, vật lý học, có ý định sinh sống và làm việc lâu dài tại British Columbia. Hai là sinh viên quốc tế đã tốt nghiệp, có bằng đại học, cao đẳng hoặc chứng chỉ, thời gian học ít nhất 8 tháng, có việc làm tại British Columbia, có ý định định cư Canada ngoại trừ khi bé. Nếu con chú có ý định nhập cư thì hãy tham khảo những điều kiện trên ạ. Hy vọng là những thông tin của chị Ruby đã hữu ích với lại chú nhé. Thì tiếp theo sẽ là câu hỏi số 4. Chị Ruby Lee thân mến, em là Tiểu Liên, hiện tại em đang học gần xong chương trình tiếng Anh và chuẩn bị vào chương trình đại học tại bang Nova Scotia. Em muốn tìm hiểu về điều kiện nhập cư Canada ạ. Bởi vì em rất thích môi trường sống ở đây. Em là con một của ba mẹ và em muốn mình định cư trước để sau này em tìm cách cho ba mẹ em qua đây ở luôn với em. Chị vui lòng cho em tham khảo về điều kiện nhập cư Canada tại bang Nova Scotia nhé. Chào em Tiểu Liên, cảm ơn câu hỏi của em về điều kiện nhập cư Canada và chúc em học tốt tại bang Nova Scotia nhé. Chương trình định cư đề cử của bang Nova Scotia khá đơn giản, không cần tính theo thang điểm, chỉ cần thỏa mãn các điều kiện sau. Thứ nhất là độ tuổi từ 21 đến 55, tìm việc làm ở Nova Scotia, công việc toàn thời gian là 30 giờ một tuần, công việc tốt nhất là thuộc nhóm, ngành loại O, A, B theo hệ thống phân loại NOC được giải thích tại hội thảo. Nếu thuộc nhóm ngành loại C thì cần làm tại công ty nhất định được 6 tháng trở lên, phải có kinh nghiệm làm việc liên quan là 1 năm hoặc 1.560 giờ. Kinh nghiệm làm việc này có thể tích lũy ở bất cứ đâu, không nhất thiết phải Canada. Trình độ tiếng Anh IELTS 6 chấm trở lên, phải có trình độ học vấn từ cao đẳng trở lên, không nhất thiết là học ở Nova Scotia nhưng nên học ở bang ngang Nova Scotia. Chúng tôi khuyến khích du học sinh nên học tại đây. Chứng minh mong muốn định cư Canada tại bang Nova Scotia, chứng minh thông qua việc học và làm việc ở bang này. Ngoài ra, bắt đầu từ tháng 1 năm 2015, Bộ Di trú Liên bang thực thi chương trình định cư Canada cấp tốc Express Entry. Chương trình này có sự khác biệt so với chương trình đề cử của bang. Công việc phải thuộc nhóm ngành nghề theo quy định. Danh mục ngành nghề định cư Canada đa số thuộc lĩnh vực kinh tế và kỹ sư, phù hợp với sinh viên Việt Nam. Thiết kế thang tính điểm của Nova Scotia để tuyển chọn đương đơn thích hợp theo chương trình. Điểm tối thiểu để xét định cư là 67. So với chương trình định cư Canada cấp tốc Express Entry thì chương trình định cư đề cử bang thông thoáng hơn, không yêu cầu thuộc nhóm ngành nghề danh mục định cư. Ngoài ra, với sinh viên học tại bang theo chương trình thực tập hưởng lương, ví dụ tại đại học CBU có thời gian thực tập 12 tháng, đó là thời gian học hỏi kinh nghiệm và cũng đáp ứng đủ 1.560 giờ làm việc. Như vậy, sinh viên chỉ cần đáp ứng công việc loại C có thời gian làm việc trong 6 tháng nữa là có thể xin định cư Canada. Câu hỏi thứ 5 là từ bạn Kim Ngân, đang học lớp 12 tại trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ba mẹ em nói sẽ cho em đi du học Canada rồi sau này tìm cơ hội định cư bên đó. Vì ba mẹ nghe người ta nói điều kiện nhập cư Canada cũng không khó đối với gia đình của mình. Vậy chị cho em được tham khảo em cần chuẩn bị những giấy tờ gì để hồ sơ du học ạ? Cảm ơn câu hỏi của Kim Ngân. Em muốn làm hồ sơ du học Canada thì trước tiên em cần chuẩn bị những giấy tờ cần thiết sau đây nhé. Thứ nhất là hồ sơ cá nhân. Em cần chuẩn bị hộ chiếu gốc,
giấy khai sinh, chứng minh nhân dân của em và của bố hoặc mẹ, sổ hộ khẩu, giấy kết hôn của bố mẹ, học bạ cấp 3, bằng tốt nghiệp cấp 3, bảng điểm trung cấp, hồ sơ tài chính gồm có sổ tiết kiệm, xác nhận số dư, sổ tiết kiệm, các giấy tờ về tài sản như là nhà đất, sổ hồng, sổ đỏ, hoặc giấy tờ mua bán nhà đất và xe hơi nếu có, hợp đồng cho thuê nhà đất nếu có, giấy phép kinh doanh, giấy đăng ký mã số thuế, biên lai đóng thuế một năm gần nhất nếu có, các hóa đơn, hợp đồng kinh doanh nếu có, hợp đồng lao động, giấy xác nhận việc làm, bảng lương, bảo hiểm nếu có. Nếu người tài trợ từ phía Canada thì cần có những giấy tờ sau: công chứng gửi về Việt Nam 2 bản. Thứ nhất là thư bảo lãnh ghi rõ trách nhiệm tài chính. Thứ hai là tiền gửi ngân hàng. Thứ ba là bản sao khai thuế thu nhập trong 2 năm vừa qua. Thứ tư là thư xác nhận việc làm. Thứ năm là giấy xác nhận tài sản. Tiếp theo là quốc tịch, hộ chiếu. Thứ bảy là xác minh mối quan hệ với học sinh. Thì tiếp đến là câu hỏi số 6 từ bạn Thanh Nhân đang sống tại Bình Phước. Em muốn hỏi là đi du học Canada theo diện CES thì em có được định cư lại không? Và điều kiện của chương trình du học CES là gì, có khó không ạ? Chào Thanh Nhân, cảm ơn câu hỏi của em. Chị trả lời câu hỏi của em như sau. CES là Canada Express Study. Điều kiện tham gia chương trình CES là được nhận vào học khóa học toàn thời gian của trường thuộc thành viên CIESL khóa 9, bằng chứng chi trả 1 năm học phí 2 học kỳ, đạt tối thiểu là IELTS 5.0, không có kỹ năng nào dưới 4.5 trong vòng 2 năm gần đây. Mua giấy chứng nhận đầu tư đảm bảo trị giá 10.000 Canada tại ngân hàng Scotiabank để trả chi phí sinh hoạt trong năm học đầu tiên tại Canada. Khám sức khỏe trước khi xin visa tối thiểu 1 tuần, nộp hồ sơ xin visa 60 ngày trước ngày nhập học. Phí ghi danh là 200 đô không hoàn. Khi đi du học Canada, ai cũng có cơ hội như nhau là có thể định cư lại đất nước này. Tuy nhiên, việc quan trọng nhất là trước tiên bạn phải học thật tốt và nên tìm hiểu về điều kiện nhập cư Canada để xem mình cần làm gì để đạt được mục tiêu nhé. Chúc bạn một ngày tốt lành. Câu hỏi số 7 từ bạn tên là Ngọc Sam. Chào chị Ruby Lee, hiện tại em đang học tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm thứ 3. Em có vài người bà con xa ở bang New Brunswick nên ba mẹ em muốn cho em đi du học tại bang này. Chị cho em biết là em đi học bang này thì có cơ hội định cư hay không, và điều kiện nhập cư Canada như thế nào? Vì em nghe mọi người nói bang này không nổi tiếng như Quebec hay Toronto. Mong chị có thể giải đáp thắc mắc của em, và đây cũng là lo lắng của ba mẹ em nữa ạ. Chào Ngọc Sang, cảm ơn câu hỏi của em nhé. Chị trả lời câu hỏi của em như sau. Tùy vào điều kiện của mỗi học sinh và người thân của học sinh ở bang nào. Nếu người thân của em ở bang New Brunswick thì em có thể du học tại bang này. Chị chia sẻ cho em chương trình định cư đề cử bang New Brunswick sau đây nhé. Chương trình định cư đề cử bang New Brunswick. Bang New Brunswick đang cấp tốc bổ sung nguồn nhân lực để phát triển bang. Các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện sau đây sẽ được cấp thường trú dân tại New Brunswick: độ tuổi từ 22 đến 55, có trình độ Anh văn nhất định, tìm được công việc chính thức tại bang, hoặc là chủ cơ sở kinh doanh hoạt động trên 1 năm. Bộ di trú New Brunswick lấy thang tính điểm tối đa là 78 điểm. Ứng viên đạt 50 điểm là có đủ điều kiện. Trường hợp định cư Canada theo diện Skilled Worker được chia thành 3 trường hợp với điểm tối thiểu là 51, 54, 50. Điểm tối thiểu 51, học sinh học cấp 3 tại Việt Nam, đi du học tại bang New Brunswick, tốt nghiệp và làm việc trong 1 năm, độ tuổi từ 22 đến 24. Thứ hai là điểm tối thiểu 54, đã tốt nghiệp đại học tại Việt Nam, học 2 năm tại New Brunswick, tốt nghiệp và làm việc trong 1 năm, độ tuổi 26. Điểm tối thiểu 50, đã tốt nghiệp đại học và đã đi làm 4 năm tại Việt Nam, học 2 năm ở New Brunswick, có việc làm tại New Brunswick, không yêu cầu thời gian làm việc, độ tuổi 28. Bang Manitoba, định cư sau 6 tháng tốt nghiệp, không cần xét điểm. Đây là chính sách định cư Canada được áp dụng với sinh viên học tập tại các trường thuộc tỉnh bang Manitoba sau khi tốt nghiệp và làm việc tối thiểu 6 tháng tại Manitoba mà không cần người bảo lãnh. Định cư dựa vào hệ thống tính điểm.
Thì hy vọng là bạn Ngọc Sang đã có những thông tin hữu ích về bang New Greenwich nhé. Thì câu hỏi 8 là: chào em Ruby Lee, chị là Mỹ Hương đang sống ở Đồng Nai. Chị có con gái đang học đại học năm 2 tại bang Ontario. Em có thể chia sẻ cho chị biết về chính sách định cư ở đây được không? Chị đang thắc mắc về vấn đề này cũng như điều kiện nhập cư Canada sau khi học xong. Em chào chị Mỹ Hương và cảm ơn chị đã đặt câu hỏi về điều kiện nhập cư Canada cũng như chính sách định cư Canada bang Ontario. Em xin trả lời thắc mắc của chị sau đây. Chính sách định cư Canada bang Ontario: những sinh viên quốc tế thuộc một trong ba loại sau đây sẽ được cấp thường trú dân Canada khi nộp hồ sơ xin định cư Canada tại Ontario với điều kiện sau. Một là đối với sinh viên quốc tế nói chung, có một việc làm toàn thời gian, đã hoàn thành ít nhất 1/2 chương trình học theo học tại các trường cao đẳng hoặc đại học công lập, đang theo học chương trình 2 năm hoặc chương trình postgraduate trở lên. Hai là chính sách định cư Canada áp dụng riêng cho nghề phi công, theo học ngành phi công, có dự định sống làm việc tại Ontario, tốt nghiệp chương trình thạc sĩ tại trường đại học công lập ở Ontario, nộp hồ sơ trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp, chứng minh có đủ thu nhập để lo cho bản thân hoặc người phụ thuộc, đủ yêu cầu trình độ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp, không yêu cầu kế hoạch học tập trong tương lai, không vi phạm luật pháp Canada. Thứ ba là chính sách định cư Canada cho sinh viên quốc tế theo học chương trình thạc sĩ, tốt nghiệp trường đại học công lập tại Canada, nộp hồ sơ trong vòng 2 năm sau khi tốt nghiệp, không vi phạm luật pháp Canada. Thì cảm ơn chị Ruby Lee hôm nay đã đến và chia sẻ những thông tin rất là hữu ích. Nếu các bạn học sinh, sinh viên vẫn còn thắc mắc thì có thể liên hệ trực tiếp với lại công ty tư vấn du học Tân Đại Dương tại thành phố Hồ Chí Minh, chi nhánh quận 1, mặt tiền 148/1, Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất. Số điện thoại 0838484879 và chi nhánh tại quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Điện thoại 0838382080 và tại Nha Trang, chi nhánh số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại 0583514036. Hoặc các bạn có thể truy cập vào website tandaiduong.edu.vn hoặc tddvn.com. Hoặc các bạn có thể vào visacanada.edu.vn để cập nhật các thông tin mới nhất về du học Canada nhé. Xin chào các bạn. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0838484879, 0989006890. Website www.tandaiduong.edu.vn.